là xử lý cái giấy phế này các bạn. Vừa vòng dây chuyền luôn. Wow. Tay giấy phế làm xong một cục cho bá vậy đi. Xong rồi mấy người đó sẽ, xong rồi người ta sẽ đem cái cục này qua phía này để nó để, xong rồi bắt đầu là kêu xe vô, người ta sẽ bán cái mấy cái này. Đó là giấy phế các bạn, giấy phế. Đó, cái giấy phế ở trong đó. Rồi đây là cái kẽm, kẽm nó sẽ tự động cột luôn. Ghê thiệt, nó cột vô đây đó. Tới phía này nó sẽ tự động cột lại, cột lại, và cuối cùng là ra cái thành phẩm như thế này, rất là công phu hết các bạn. Thì người ta cũng rất là giỏi hết các bạn, khi mà thì là sản xuất ra những cái máy như vậy á. Này chắc là mới mốt làm nhà ăn quá. Ok, see you later. Cho bạn xem cái đầu rửa mặt, rửa tay. Dễ thương không? Nhà mấy mốt cái chỗ này là như là nhà ăn nè. Đó. Oh, la la.